Không ngờ mình thu hoạch được ba trái bí to như vậy. Cứ như là bí thần kỳ vậy đó mình. Ông bà có câu: lộc bất tận hưởng, có phước thì phải biết chia bớt. Em hiểu rồi. Mình muốn mang đi biếu anh chị hai nữa chứ gì. Thiệt tình hả? Họ có nghĩ gì tới vợ chồng mình đâu. Thôi mà, anh đã nói đó là hiểu lầm mà. Bây giờ mình mang một trái bí này qua tặng cho anh chị hai, chắc là anh chị hai sẽ vui lắm. Nhưng mà công chăm sóc của mình á, có ai biết không? Mà thôi, mình cứ làm những gì mà mình thích, mình thấy vui là được rồi.